Chào chị ấy nhá, em Hiệp bên công ty T và H Việt Nam. Bên em đang đi cắt cây cho cái trường dân lập An Dương Vương. Đấy, anh chị đã có nhu cầu cắt cây ở Bắc Từ Liêm hay là Nam Từ Liêm, Hà Nội thì lại bên em nhá. Đấy, bây giờ thì cũng đã trưa rồi anh chị ạ. Nên là bên em đang thu gọn cành cây kiếc để bỏ đi. Giờ anh em đi ăn trưa thôi. Thôi, ông ơi, đi ăn cơm trưa đây. Cháu cũng đói à. Em lên đây chỉ có mỗi công việc duy nhất đó là xuống tiền để anh em tiêu. Quay video xuống tiền cho anh em tiêu. Đấy, công việc của em nó chỉ thế thôi. Chẳng có việc gì khác ngoài việc quay video với cả xuống tiền để mời anh em ăn trưa các kiểu, uống nước các kiểu, hết việc. Em việc em rất nhàn, hiểu không? Thôi rửa tay rửa chân đi ăn trưa anh ơi. Chưa nước kìa anh. Đó. Anh em xong rồi, bây giờ chuẩn bị đi ăn trưa thôi. Anh chị đã có nhu cầu cắt tỉa cây gì đấy bên em nhá. Cắt cây toàn Hà Nội. Đây là thành quả mà bên em đã cắt được trong buổi sáng. Wow. Cành cây nhiều quá anh chị ạ. Không biết giờ làm gì với đống cành cây đấy đây. Cho không ai lấy. Ê, ra ngồi uống nước tí không, đi ăn trưa đi. Xong vào đây ngủ khách sạn nhìn sao.